đồn xa nhịp cầu xuyên mông đôi chi âm muốn tìm em ở thành đô ngại gì một câu thơ họa điều lòng cảm mến oai nghiến hay liên hồng loan đào xiêm hằng ngày nghe nói tên muốn quên để rồi đến thăm hồ giang tôi cũng kim miền trung tôi cũng tìm nỗi nhịp cầu xuyên của người anh linh chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đương tình đã nên đôi thật lòng đừng lừa dối đi lính bao lâu người trông đẹp lập được bao chiến công mấy câu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng tuổi đời vừa đúng 30 không đẹp người cũng còn 3 năm linh chưa lần có bàn tâm tình từ ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thấy không gian dối 10 huy chương vậy người ơi tôi ở ngoài biên gửi lòng lên trang giấy sẽ xin kết tình em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hoa điều lòng cùng một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường anh đi vì đất nước khổ đau anh đi anh quên thân mình em vì anh tóc mới trắng lược cay điềm trang má phấn chẳng cần rồi xa phồn hoa với những chiều dập dìu cho anh vững lòng anh đi đêm rồi lại đêm một bóng đơn côi em nhớ người phương tâm tư chẳng biết nói cùng ai đơn sơ em ghi đôi dòng mong người đi giữ súng đạn chập trùng xin hiểu cho giữa cát bụi thì thành
nguyện một lòng thương anh suốt đời anh còn vẹn như xưa. Dù anh trở về trên núi nàng cô, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay. Anh giờ đôi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu, đêm nay ở đó gió lạnh không, sương khuya có răng răng đầy. Phương này em với những lời nguyện cầu cho người đi có ngày trở về, cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu, xin cho chúng mình